Chăm sóc y tế an toàn luôn là những ưu tiên hàng đầu của đội ngũ cán bộ y tế. Thế nhưng vẫn có những sai sót tại bệnh viện đã và đang trở thành nỗi trăn trở của hệ thống y tế, đặc biệt là các sai sót khi sử dụng thuốc đường tim. Trên thực tế, khoảng 134 triệu phản ứng có hại xảy ra hàng năm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, gây ra 2,6 triệu ca tử vong. Vì thế, an toàn luôn là mong muốn bình dị của tất cả mọi người, đặc biệt là người bệnh. An toàn để về nhà, hạnh phúc bên người thân, an toàn để viết tiếp những ước mơ của chính mình. Hiện thực hóa những mong muốn bình dị ấy chính là đội ngũ cán bộ y tế. Những người hùng thầm lặng đã ngày đêm tận tâm cống hiến và sáng tạo không ngừng, tất cả vì lợi ích của người bệnh. Hãy cùng góp phần nâng tầm tiêu chuẩn điều trị cho người bệnh tại Việt Nam. Với chuỗi chương trình, hội thảo khoa học và đào tạo trực tuyến hướng đến an toàn người bệnh, cùng sự đồng hành của nhiều chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực như gây mê hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý dược bệnh viện. Cách đơn giản nhất để góp phần nâng tầm tiêu chuẩn điều trị cho người bệnh tại Việt Nam là đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến và cập nhật những thông tin khoa học mới nhất tại địa chỉ website www.cmescp.vn. Nào cùng chung tay nâng tầm tiêu chuẩn vì an toàn cho người bệnh tại Việt Nam.